hai, hôm nay chị hai tính nấu món ăn gì vậy? Mẹ muốn ăn món cuốn cho vui nên chị đi chợ mua đồ về làm cuốn nè. Ủa, em nhớ là hôm nay là ngày rằm tháng giêng, cả gia đình mình ăn chay mà. Chị nhớ nè, thì đây là món cuốn chay nè. Để em xem. Wow, toàn là đồ chay nha. Em xem chị hai tính cuốn gì cho cả nhà ăn nè. Em đoán thử xem. Có cả bổng rượu, nghịch thính nữa. Món gì lạ vậy chị hai? Đây là món cuốn giết chay đặc biệt mà chị học được từ chương trình món ngon mỗi ngày đó. Chị cho em làm chung với nha. Em phụ chị nha. Dạ. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình món ngon mỗi ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Món ăn mà hôm nay chương trình giới thiệu đến quý vị khán giả là một món chay rất đặc biệt và rất ngon đó. Món ăn có tên gọi là cuốn giết chay. Để làm món cuốn giết chay thì chúng ta cần chuẩn bị các nguyên liệu như sau: 100g mì căng, 50g chả lụa chay, 50g tôm chay, bún tươi, cải bẹ xanh, rau sống, dưa leo, bông hẹ trần, giấm bỗng, mật ong, bơ rô, ngũ vị hương, đậu phộng rang, thính, ớt băm, đồ chua, nước dừa, các gia vị thông thường và hạt nêm Ajinon từ nấm hương và hạt sen. Đầu tiên thì cô sẽ làm cái phần mì căng này. Bây giờ cô sẽ ướp mì căng, sau đó mình rim. Mì căng mua về thì chúng ta sẽ cắt lát mỏng dày khoảng chừng 7 ly. Sau đó chúng ta sẽ ướp gia vị xong rồi đem rim mì căng lên. Cho em hỏi là mình lựa mì căng sao cho ngon được không? Cách lựa mì căng cũng đơn giản thôi. Quý vị khán giả lựa mì căng nào mà có màu trắng đục nè, không bị vàng và nó không bị nhớt, ấn tay vào cảm thấy có độ đàn hồi thì là mì căng ngon đó. À, ra là như vậy. Quý vị khán giả thân mến, miếng mì căng có màu trắng đục như vậy nè, ấn vào có độ đàn hồi, không bị nhớt thì đó là miếng mì căng ngon, quý vị nhớ nhé. Bây giờ thì cô sẽ ướp vào đây nửa muỗng canh nước tương Phú Sĩ, một muỗng cà phê hạt nêm Ajinon từ nấm hương và hạt sen, một muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê tiêu, một chút xíu ngũ vị hương. Sau đó thì cô sẽ trộn đều lên. Để em giúp cô được không cô? Rồi em giúp cô ha. Dạ. Rồi cô đặt cái chảo lên bếp, rồi cô sẽ cho một chút dầu vô đây. Cô sẽ phi thơm cái bơ rô ha. Dạ. Tiếp theo thì mình sẽ cho cái phần mì căng vô này, thêm cái ít dầu, ít chảo gì thôi. Cô sẽ cho luôn cái phần nước ướp này vô ha. Dạ. Chúng ta sẽ cho thêm khoảng nửa chén nước dừa vô đây nữa để cho cái mì căng thấm gia vị ha. Trong chút chờ chiên cho mì căng thấm gia vị thì chúng ta sẽ pha nước chấm nha. Chúng ta sẽ pha 4 muỗng canh nước dừa tươi ha, cho tiếp là 4 muỗng canh nước tương Phú Sĩ. Tiếp theo thì chúng ta cho khoảng 1 muỗng cà phê đường thôi. Và sau đó thì cái phần nước tương này chúng ta sẽ đem nấu sôi. Đối với lại các loại nước chấm mà chúng ta có sử dụng nước dừa tươi á, thì chúng ta nên nấu sôi. Bởi vì như vậy á, thì sẽ dễ bảo quản hơn và đồng thời tăng hương vị thơm ngon cho nước chấm nữa. Cô sẽ bắt chảo lên để mình nấu nước tương. Cô sẽ cho phần nước tương này vô và mình chỉ cần nấu vừa sôi thôi nha. Và cô cũng đã cắt que xong cái phần mì căng mà đã rim rồi đây. Rồi cô sẽ cho phần nước tương đã nấu ra chén ha. Cái này là cái bỗng rượu, miền Nam mình hay gọi là cái hèm rượu á. Chúng ta sẽ trộn khoảng là một muỗng canh bỗng rượu với lại một muỗng canh mật ong ha. Rồi chúng ta sẽ bắt bếp lửa lên sên trên lửa nhẹ. Chúng ta dùng bỗng rượu trong món ăn này thì sẽ làm nên một cái hương vị rất là đặc trưng của món cuốn giết. Quý vị thân mến, đối với món ăn này quý vị nhớ là chúng ta sẽ dùng bỗng rượu nhé, để món ăn có mùi vị đặc trưng của cuốn giết. Rồi thì giờ cô sẽ rút ra chén để cho mình sẽ bắt đầu cuốn. Bây giờ mình cùng cuốn nha. Dạ. Rồi, chúng ta mua cải bẹ xanh về, nếu mà lá to thì mình sẽ cắt làm đôi. Chúng ta sẽ đặt mỗi thứ một miếng lên này, một miếng mì căng nè, một miếng chả lụa nè, rau thì chọn mỗi thứ một lá. Dạ. Ha. Rồi dưa leo nè. Rồi mình sẽ đặt một miếng bún lên. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ rắc một chút thính lên, một ít đậu phộng. Dạ. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cho lên đây một ít là cái bỗng rượu và cuốn lại. Và để cho đẹp thì mình sẽ đặt lên đây nửa con tôm. Dùng cộng cái bông hẹ trần này chúng ta sẽ cột lại. Một chút nữa sau khi mà chúng ta hoàn tất thì chúng ta sẽ cắt đều hai cái đầu cuốn giết này lại là xong rồi đó. À, mà trong khi cô Hà đang cuốn thì em làm cái nước chấm này được không cô? Đúng rồi, em chỉ cần cho thêm đồ chua và ớt băm vào là được rồi đó. Dạ. Sau khi cuốn xong thì mình làm một cái công đoạn cuối cùng, đó là chúng ta cắt đều các cái cuốn giết này lại ha. Dạ, cắt bỏ hai phần đầu đi đúng không cô? Đúng rồi, để cho nó đều và đẹp ha. Thank you.
bây giờ mình bắt đầu bày ra nha. Dạ. Một chút nước chấm nữa ha. Dạ. Rồi, cô mời em. Em cảm ơn cô. Châu ăn xong rồi cảm thấy sao? Dạ, phải chia sẻ với quý vị khán giả chứ. Cô ăn rất ngon, từ trong nhân cho tới tận ra bên ngoài vỏ, nguyên liệu nào cũng có vị ngon đặc trưng hết. Mùi thơm nè của cải mẹ xanh nè ha, ở bên trong giòn giòn, thơm thơm của chả lụa nè, rồi tôm nè, rồi mì căng nè, sau đó lại có cái mùi thơm đặc trưng và vị ngọt nhẹ nhàng của bỗng rượu. Khi mà ăn vào thì em cảm nhận ngay được cái mùi thính thơm và rất là đặc trưng. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị đã luôn luôn đồng hành cùng với Món Ngon Mỗi Ngày. Hãy thường xuyên ghé thăm website mongonmoinghay.com để có thể xem lại chương trình cũng như cập nhật những công thức mới, hoặc tìm từ khóa Món Ngon Mỗi Ngày để đến trang web của chương trình. Chúng ta cũng có thể viết thư về hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc gọi điện thoại về Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam số 083-823-7557 để có thể nhận được những hướng dẫn từ các đầu bếp của chương trình. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị. Em cảm ơn cô Hà. Lần sau cô lại nấu cho em những món ngon như vậy nữa cô nha. Chắc chắn rồi. Và chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả. Hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.